đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được trong chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống người trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng đã bảo vệ non nước Việt Nam, đã bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phong. Hello Freedom Nguyễn. Hello Kevin Nguyễn. Thắng, xin chào. Hello Trần Quốc Dũng, xin chào. Cảm ơn Phi Đồng Nguyễn. Em cũng vậy. Hello Thomas Nguyễn. Hello Nhật Trần, xin chào anh. Xin chào, hello anh Như Phúc. Chào Tiến Vũ. Anh Sơn, mình chưa đọc cái cuốn đó nha. Long Nguyễn, good morning. Anh Thomas ơi, bây giờ cũng là 9 giờ mấy sáng rồi đó, không có early đâu. Thằng Nguyễn muốn làm đệ tử hả? Đệ tử, em muốn kiếm sư phụ đi kiếm người khác giỏi hơn đi nha. Hello Amanda. Hello anh Hằng Việt, cảm ơn anh. Bên em là đã 9 giờ mấy sáng rồi đó. Anh Thomas, không phải 6 giờ 25 đâu, bên em là 3 tiếng trước giờ của anh đó. Hello Kendra, cảm ơn. Chào các bạn, tất cả các bạn. Khi mà bữa nay mình sẽ nói về cái nghị quyết 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam ký vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký nha. Cái đề tài này là chị Mã Tiểu Linh đã nói mấy ngày trước rồi, nhưng mà lúc mà chị livestream á thì mới được có mười mấy phút thôi là đã bị cắt cái livestream đó rồi, thành ra chị đã không có làm tiếp nữa. Thì bây giờ mình có nhận được rất là nhiều tin thắc mắc về cái nghị quyết đó. Nhưng mà tại vì nói thiệt với các bạn nha, cái Đảng Cộng sản Việt Nam này, cái bộ máy mà nó cầm quyền đó, cái bộ cầm quyền mà từ thủ tướng cho tới những cái người mà cầm quyền trong cái bộ máy Cộng sản Việt Nam á, nó ngu lắm, nó dốt lắm. Đọc một cái bài của nó, đọc một bất cứ một cái gì của nó đó là phải suy nghĩ rất là nhiều. Bị gì á, nếu mà mình, dù mình con người mình rất là bình thường cỡ nào đi nữa, nếu mà đọc vô những cái bài viết của cái đảng này á thì bảo đảm IQ của các bạn và mọi người luôn á là sẽ giảm đi ít nhất là 10% cho tới 20%, là tại vì nó viết tràn gian ra hết, tổng cộng 39 trang. Nhưng mà thật ra mình, nếu mà mình gom lại được khoảng chừng 2-3 trang là cùng thôi, chứ không có cần tới 39 trang đâu. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà nó không có làm ra được cái trò gì hết trơn á.
Nhưng mà trong cái nghị quyết này đặc biệt á, cái gì nó cũng nhắc tới để bảo vệ cái đảng của nó hết, bảo vệ cái nguồn ngân hàng của nó, cái khối mà nó không có còn tiền nữa, nó phải bảo vệ những cái đó. Nhưng mà đặc biệt nó ghi nhiều thứ để bảo vệ này bảo vệ nọ, nhưng mà đa số là bảo vệ cái đảng của nó thôi. Còn á, như những cái gì mà bảo vệ mà nói tới dân thì hoàn toàn không có, chẳng hạn như là chống tham nhũng, rồi nào là phải bảo vệ lũ lụt, rồi phải đền bù cho dân như thế nào, rồi tiền 500 triệu Mỹ kia mà nó lấy được của Formosa đền cho dân như thế nào thì hoàn toàn không có. Với lại hả, phải xử lý những cái nhà máy nào đã thả chất độc mà để tiêu hủy cái môi trường Việt Nam, phá hủy những cái cuộc sống của người dân Việt Nam mình đó, thì nó hoàn toàn không có trong những cái nghị quyết này. Mà phải đọc mà phải mình phải đặt mình trong cái trường hợp cái đầu óc của mình phải là của tụi Việt Cộng thì mình mới hiểu được cái nghị quyết nó nói cái gì. Nhưng mà mình một mình thì cũng không có hiểu nổi đâu, mình phải nhờ những người bạn mà am hiểu về cái lời văn của Việt Cộng á thì mình mới hiểu ra được. Thì sau khi mà đã nói chuyện với bạn bè và nói ra nó thì mình gom ra được ba cái trang, những cái phần mà quan trọng mà nó nói về về tiền bạc, tại sao mà mình đã lên tiếng là nó sẽ đổi tiền. Mà khi mà cái tin tức đổi tiền nó lộ ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ làm gì để mà đổi cái tình huống đó ha. Thì trong cái nghị quyết này, trong trang thứ ba, thì khi mà mình đã nói ra rồi, mình đọc ra rồi thì ý nghĩa của cái trang này là như vậy. Là Việt Cộng muốn người dân không có tiền tiền ngoại tệ trong tay mà chỉ có tiền hồ tệ thôi, là tiền Việt Nam mình đó. Như vậy thì khi có đổi tiền, người dân sẽ mất hết tài sản, tiền bạc và tiền cũ không còn giá trị nữa. Ngoài ra, khi người dân không có vàng, không có tiền ngoại tệ trong tay thì Việt Cộng sẽ sở hữu vàng và tiền ngoại tệ US dollars dễ dàng hơn mà không có bị cạnh tranh nữa. Còn cái ý nghĩa thứ hai của cái trang thứ ba đó luôn là Việt Cộng đòi huy động vàng và ngoại tệ của dân để cho mục đích kinh tế của các công ty Việt Cộng. Huy động vàng và ngoại tệ nghĩa là Việt Cộng sẽ cướp vàng, cướp ngoại tệ của mọi người. Việt Cộng sẽ cho đổi tiền để người dân phải bán vàng, bán đô la, bán tài sản ra để đổi tiền mới. Đây là âm mưu cướp tài sản toàn dân của Việt Cộng. Họ muốn cướp hết vàng, ngoại tệ và tiền bạc của dân để thay bằng tờ tiền mới vô giá trị. Tại vì nó rất là nhiều mà cái ý nghĩa của nó là mình phải ghi ra hết để mình mới nhớ được, chứ không thể nào mà nhớ hết hoàn toàn, vì nó tất cả tới 39 trang lận. Cái ý nghĩa khác nữa trong cái trang thứ ba đó là Việt Cộng muốn cướp số vàng ngoại tệ của người dân để có tiền đủ nuôi ngân sách đang chống rỗng ở trong chính phủ, và nuôi các công ty tập đoàn quốc doanh đã phá sản toàn bộ. Chính vì lý do cấp bách bắt buộc về cả chính trị và lẫn kinh tế nên Việt Cộng bắt buộc phải cướp hết vàng, cướp hết ngoại tệ của dân. Nếu không có số vàng và ngoại tệ thì ngân sách đã hết và tiền trả lương sẽ không có đủ cho cán bộ, công an, quân đội v.v. Và quan trọng là nền kinh tế Việt Cộng, kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ sụp đổ. Cái nghĩa khác nữa trong cái trang này đó là dự trữ ngoại hối của Việt Cộng không còn nhiều. Số tiền này rất là ít, không đủ chi tiêu nên Việt Cộng bắt buộc phải cướp hết vàng và ngoại tệ của người dân để bù vô kho dự trữ ngoại hối đã cạn kiệt của Việt Cộng. Cách Việt Cộng sử dụng chính là đổi tiền để dùng tiền mới mua lại vàng và ngoại tệ của dân với giá thấp. Việt Cộng có vàng, có ngoại tệ thì dân chỉ có tờ tiền Việt Nam, không có giá trị gì hết. Bắt đầu mình chuyển qua trang thứ 10 nha, trang 10 của trong cái nghị quyết số 1 đó. Thì cái phần này nó hơi khó hiểu một chút xíu, là tại vì nếu mà mình là người bình thường mà mình không có nghiêng về kinh tế là chính trị nhiều thì mình hoàn toàn không có hiểu nhiều đâu. Là trong cái trang này á, là nó ghi á, là cái ý nghĩa của cái trang là Việt Cộng đã dốc hết toàn bộ lực để níu kéo, cứu chữa hệ thống ngân hàng đã phá sản và kỹ thuật. Hệ thống ngân hàng Việt Cộng đã phá sản, mất khả năng thanh toán và nợ xấu chồng chất. Để duy trì hệ thống ngân hàng đã phá sản, kỹ thuật này thì Việt Cộng bắt buộc phải bơm tiền vô những cái ngân hàng mà đang trống bây giờ đó. Như bơm tiền thì gây lạm phát, phi mã và làm sập nền kinh tế, nên Việt Cộng phải đổi tiền và quệt hết những khoản nợ tiền Việt Nam cũ trong ngân hàng, và sẽ cướp vàng ngoại tệ của dân để duy trì hệ thống ngân hàng. Vàng và ngoại tệ của người dân gửi trong ngân hàng sẽ bị cướp. Ý nghĩa khác của trang thứ 10 luôn là Việt Cộng bắt buộc phải cứu ngân hàng để kinh tế không sụp đổ, và các cấp Việt Cộng cấp cao đó, vì họ đang có một cái nguồn vốn rất là mạnh. Những cái người mà cấp cao ở trong bộ máy cầm quyền của chính phủ Việt Nam á, họ đầu tư vô ngân hàng rất là cao, thành ra họ không có thể nào để cho ngân hàng sụp đổ được, nên họ bắt buộc phải
cứu tiền và tài sản của họ. Vì vậy, Việt Cộng phải cho đổi tiền để bù hết các khoản nợ bằng tiền cũ, đồng thời có thêm vàng ngoại tệ để cứu ngân hàng của họ. Từ đó, Việt Cộng sẽ giữ kinh tế không sụp đổ. Khi kinh tế không sụp đổ thì đã sẽ không sập. Và bây giờ mình chuyển qua ba cái trang cuối cùng nha. Trong cái trang cuối cùng, trang 39 đó, có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi. Ngân hàng nhà nước phải trình kế hoạch này vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Có nghĩa là họ đã có kế hoạch đổi tiền rồi. Và kế hoạch này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký. Như vậy có nghĩa là tiền lúc nào cũng cái quyết định mà đổi tiền lúc nào cũng có thể xảy ra. Bởi vì khi mà cái tin tức đổi tiền đã bị lộ ra thì cái ngày tháng không có còn nữa, mà như là mình đã nói lên trong những cái video clip trước. Nhưng mà bây giờ nó đã lộ ra rồi thì cái ngày, nhưng mà khi mà thủ tướng đã ký vô rồi á thì có nghĩa là lúc nào nó cũng có hiệu lực, lúc nào nó cũng có thể đổi ý kiến và ok, hôm nay là ngày đổi tiền hoặc là tháng tới hay là tháng sau nữa, bất cứ ngày nào nó cũng có thể xảy ra, là tại vì nó đã có quyết định rồi và cái chữ ký thì đã đóng mộc vô luôn rồi, thì lúc nào nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái tin tức đổi tiền á mà nó đã bị lộ ra rồi thì chính phủ sẽ ngưng lại vụ đổi tiền. Thì nếu mà chính phủ ngưng lại vụ đổi tiền nhưng mà tiền nó in ra một cái số lượng rất là lớn như vậy thì làm sao nó có thể cứu được cái nền kinh tế mà cái ngân hàng hiện đang rất là trống rỗng ở trong ngân hàng nhà nước hiện tại. Thì mình sẽ đọc một cái bài viết của một người lấy trong cái nguồn là Cà phê Khu Bú, viết vào ngày 31 tháng 1 năm 2017, và 15 lợi thế của việc in tiền, vì sao lạm phát là cướp. Cái bài viết của anh như thế này: hôm nay tôi ra ATM rút tiền, sẽ không có chuyện gì để nói nếu máy ATM không đưa ra một loạt tờ 200.000 tiền Việt Nam mà số series theo thứ tự. Nhìn là biết đây là tiền mới in, tự nhiên tôi chợt nhận ra rằng đây là cái phao cứu chết cho chính phủ, bất động sản và chứng khoán. Nhưng vì sao chính phủ lại phải in tiền? In tiền là cách dễ dàng và nhanh nhất để trả nợ và chi trả cho ngân sách. Nếu thiếu thì in thôi, không mất công sức đi vòng vòng gom tiền từ dân làm gì. In tiền là cách ăn cướp thầm lặng không tiếng ồn. Giờ nếu tôi thò vô túi bạn ăn cắp 10% thu nhập của bạn thì bạn có tức không? Tức. Giờ tôi in thêm tiền, tôi vẫn ăn cắp 10% thu nhập của bạn, bạn phản ứng ra sao? Bạn im lặng. In tiền là cách thu thuế không tốn sức, không tốn thời gian. In tiền làm tăng giá bất động sản và chứng khoán. In tiền thì càng có nhiều tiền lưu thông, mấy đồng tiền đó phải chạy vô chỗ nào đó, đi lòng vòng thì sẽ vô bất động sản và chứng khoán. In tiền giúp giảm xóa và nợ xấu. Ngân hàng đang có nợ xấu hả? Không vấn đề gì cả, in tiền rồi mua trái phiếu hay phần nợ đó là hết nợ xấu ngay. Vô tư và cho vay thôi. In tiền làm dân cảm thấy giàu có vì căn nhà cấp 4 của họ càng lên giá. In tiền thì khi giá cả lên giá, mình có thể đổ lỗi cho doanh nghiệp tham lam, giá tăng vì lòng tham chứ không phải vì chính phủ in tiền nha. In tiền làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp một cách giả tạo. Khi nhiều lượng tiền được bơm vào nền kinh tế thì doanh thu sẽ tăng. Dù thực chất doanh nghiệp đang lỗ, nhưng vì lượng tiền được in nên trên bảng kế toán thì đang lời rất cao. In tiền là cách rẻ nhất để trả lương cho công chức. In tiền làm cách rẻ nhất để mua đất, trả rẻ bèo rồi bán lại với giá cao cả. Thật ra có tốn đồng nào đâu, tiền được in ra mà. In tiền làm tăng GDP, dù thực chất giá trị thật chẳng tăng như giá trị tính theo tiền vẫn tăng. In tiền tạo ra sự phồn vinh giả tạo, ai cũng muốn có nhiều tiền hơn. Tiền in cũng được, nhưng cứ có thêm tiền là thích. In tiền có để cho mấy ngân hàng có thêm tiền để cho vay. Đám dân đen ngu ngốc kia đang đi làm kiếm tiền để trả, nhưng họ đâu biết rằng ngân hàng có tốn đồng nào đâu. In tiền làm giảm nợ công trong nước, thì thiếu tiền thì cứ in ra để trả thôi. Và cuối cùng, in tiền là cách phổ biến nhất để có tiền. Nước người ta in tiền mới có lạm phát, còn nước mình là nước vô sản thì làm sao có lạm phát được, thế là cứ in. Đó là cái phần mà một cái phần của cái bài là tại sao in tiền là cướp của người dân. Rồi một cái phần thứ nhì nữa trong cái bài viết đó là vì sao lạm phát là cướp. Giờ tôi thò tay vô ví bạn lấy tiền của bạn, đó có phải là cướp không? Giờ tôi chỉ súng vô đầu bạn, kêu bạn thò tay vô túi lấy tiền đưa cho tôi, đó có phải là cướp không? Giờ tôi đe dọa bạn để bạn đưa tiền cho tôi, đó có phải là cướp không? Giờ tôi tống tiền hay tống tình bạn để ép bạn đưa tiền cho tôi, đó có phải là cướp không?
Giờ bạn đang ăn ổ bánh mì, tôi tới cạp phân nửa, không xin phép, đó có phải là cướp không? Giờ bạn đang uống nước, tôi nhảy vô uống ké, không xin phép, có phải là cướp không? Giờ bạn có 10 trái táo, tôi lấy bớt của bạn 3 trái, có phải là cướp không? Giờ bạn có 10 đồng, tôi lấy của bạn 3 đồng, đó có phải là cướp không? Giờ tôi đưa bạn tờ giấy đại diện cho 10 trái táo, nhưng tôi lại in thêm giấy đó và đưa cho người khác. Họ lấy giấy đó đi đổi lấy 5 trái táo, kết quả là bạn chỉ còn 5 trái, đó có phải là cướp không? Giờ bạn để tiền vô ngân hàng, sau 1 năm số tiền đó mất 10 tới 20% giá trị, đó có phải là cướp không? Giờ bạn để dành tiền xe, nhưng sau 1 năm xe lên giá 10%, đó có phải là cướp không? Giờ cái tiệm phở đầu đường trước đây bán một tô 40.000 đồng tới 60.000 đồng một tô, nhưng bây giờ nó đã tăng lên tới 20%, đó có phải là cướp không? Giờ tôi là ngân hàng, tôi có nợ xấu, tôi kêu ngân hàng nhà nước in tiền vô bù lỗ, đó có phải là cướp không? Giờ tôi là chính phủ, tôi in tiền khiến tiền bạn ngày trở nên mất giá, ngày mua được ít đồ hơn, đó có phải là cướp không? Nhiều câu hỏi cướp không quá phải không? Là cướp chứ còn gì nữa, lạm phát là cướp. Nó cướp vì nó đã lấy đi giá trị thật của đồng tiền của bạn sở hữu. Nó là cướp vì nó đã lấy đi một phần mồ hôi nước mắt của bạn mà bạn không hề hay biết. Nó là cướp vì thay vì mua được 10 ổ bánh mì thì bạn chỉ có thể mua được 7 ổ. 3 ổ kia đã bị lấy đi trong âm thầm. Nó là cướp vì nó đã cướp đi công sức của bạn. Nhưng khác ở chỗ là thay vì thò tay vô túi tiền của bạn để lấy, đưa súng lên đầu bạn để ép bạn trả, thì nó cướp tiền của bạn trong một cách âm thầm lặng lẽ, bạn vẫn sống không hề hay biết. Khác ở chỗ là thay vì tốn công chuẩn bị hay tốn công hành động để cướp được tiền, thì nó chỉ cần in tiền là xong việc. Nó khốn nạn ở chỗ là trong khi bạn phải đi làm để kiếm tiền, thì nó chỉ cần in tiền là có tiền, vui nhỉ. Nào cùng in tiền nào, cần gì phải động não, cần gì phải đi làm chi cho mệt. Hãy học hỏi ta, thiếu tiền thì in thôi. Thì đó là một cái bài viết mình kiếm được ở trên online, nhưng mà mình đã post lên trên cái Facebook của mình rồi, nhưng mà nhiều bạn đã nhắn vô là không có đọc được, là tại vì cái link đó nó không có đọc được ở bên nước Việt Nam. Thành ra mình đã yêu cầu mình đã đọc lên trong cái livestream để cho mọi người, với lại có nhiều bạn nhắn là nếu mà mình cứ post lên trên Facebook như vậy á, thì những cái người mà coi ở trên YouTube á, họ sẽ không có biết được là mình nói cái gì hay là cái gì hết. Thành ra bắt buộc mình phải đọc ra, mặc dù nó hơi dài dòng chút xíu. Ngày hôm qua khi mà cái livestream của mình ra nói là kêu gọi đồng bào trong nước và ngoài nước phải làm một cuộc cách mạng mới đó, thì có rất là nhiều comments lắm. Thì mình đã nhận thức ra được là đồng bào Việt Nam của mình ở trong nước, lòng căm phẫn nó bắt đầu nổi dậy rồi, mọi người đã hiểu biết thêm. Thì cái đó là cũng là sự mới trong một cái năm mới, vì người dân bây giờ không còn thờ ơ nhiều như ngày xưa nữa, và mọi người đã bắt đầu lên tiếng. Thì trong những cái comments mà ngày hôm qua đó, thì có nhiều bạn là hỏi vô là ai sẽ là người lãnh đạo, hoặc là bạn có kế hoạch gì hay không mà cứ lên tiếng. Thì kế hoạch hay không là do mọi người ở trong nước. Bây giờ mình có kế hoạch hay không là không, cũng không thể nào mà lên livestream gì mà nói cho mọi người biết, là tại vì á, trong những cái Facebook của mình có bao nhiêu công an mạng, có bao nhiêu dư luận viên vô phá rối, thì mình không thể nào mà nói là tôi có cái ý kiến này hay cái ý kiến kia để cho nó phá vô được. Mà nếu mà nó phá rồi thì những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc đứng lên đấu tranh của các bạn trong nước sẽ bị phá hết. Thành ra mình không có thể nào mà nói cho mọi người biết là cái ý kiến hay là cái con đường đi của mình như thế nào. Thì những cái đó các bạn từ từ sẽ tự thấy ra thôi. Nhưng mà trong cái comment, những cái comment đó, thì có hai cái comment rất là đặc biệt, là mọi người đã có ý kiến là cho mọi người biết là nếu mà muốn tạo ra một cái cuộc cách mạng nhỏ để lên những cái cuộc cách mạng lớn thì chúng ta phải làm như thế nào mới có. Thì cái comment đầu tiên mình đọc nha: muốn kêu gọi thanh niên xuống đường biểu tình thì trước nhất phải tạo ra biến động như sau: chia nhau từng nhóm nhỏ, cứ hai người trên chiếc xe hai bánh, một người lái còn một người ngồi sau cầm bơm xăng ném vào các cây xăng cho nổ, ném vào trụ sở công an, ủy ban, nhớ là đi ban đêm và bịt mặt để tránh bị nhận dạng. Làm liên tiếp vài ngày ở những nơi khác nhau, hôm sau đi quan sát xem chúng phản ứng như sao, ra sao, dùng cell phone làm tín hiệu báo cho tất cả anh em chọn ngày biểu tình. Khi đi biểu tình, mang theo bơm xăng làm vũ khí nếu bị tấn công. Những em nữ sẽ là y tá giúp người biểu tình băng bó, nước uống,
Đã 41 năm sống trong chế độ Cộng sản, người miền Nam đã mất mát quá nhiều và đau khổ. Hôm nay đây đồng bào Nam Bắc cùng đồng lòng đứng lên giành lại những gì đã mất. Tại sao người dân chưa chịu xuống đường? Lý do dễ hiểu là không có một biến động nào để kích thích sự can đảm người dân đứng dậy. Hiện nay lòng dân căm phẫn của đồng bào trong nước đã dâng cao, chỉ chờ vào lòng can đảm, dám châm ngòi nổ, đất nước sẽ thay đổi. Tôi tin chắc 100% người dân sẽ ủng hộ các bạn. Sự dũng cảm của các bạn sẽ cứu nguy đất nước. Tổ quốc là của các bạn, đất nước chúng ta không để cộng sản bán rẻ. Hay là do các thinh hay si là do các bạn quyết định. Nói tóm lại, muốn có biểu tình thì phải có biến động. Muốn thắng Cộng sản phải có đổ máu. Chúng ta phải làm cho đảng Cộng sản phải sợ lại người dân. Lúc đó Cộng sản sẽ chịu ngồi thương thiết những gì điều kiện chúng ta muốn. Người Việt hải ngoại sẽ lên tiếng với các chính phủ sở tại. Chính phủ sở tại giúp sức mạnh đánh gục Cộng sản. Các bạn trẻ hãy đoàn kết và quyết định sáng suốt để đi đến thành công. Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được. Tất cả người Việt hải ngoại đang mong chờ chiến thắng của toàn dân Việt Nam. Thân ái, chúc thành công. Phong Kha nói là ném cây xăng, lấy xăng đâu ra ném hả? Vậy chứ mỗi ngày đi xe gắn máy hay đi xe Honda nó đi bằng cái gì? Chẳng lẽ đẩy bộ? Rồi có một cái comment thứ nhì là cũng comment vô cái đó luôn. Chúng ta lật đổ cộng sản là phải có bạo động và phải có đổ máu. Với cộng sản không được phép bất bạo động, nó chỉ mang đến sự nhu nhược. Nếu tính toán kỹ, hợp tác nhịp nhàng thì 3 ngày lật đổ được cộng sản, chia ra từng nhóm, phân tán lực lượng cộng sản tại Sài Gòn, chọn đường huyết mạch giữa ban ngày, chặn hàng loạt xe ô tô, xe máy, dùng bom xăng đốt cháy hàng loạt chiếc xe, đốt cháy vài dãy phố, đốt nhiều ngân hàng, cây xăng, quỹ ban, đồn công an. Nhóm tiếp cắm cờ vàng khắp nơi. Nhóm thứ ba cướp đài phát thanh và ở Hà Nội và Đà Nẵng với Nghệ An. Có số anh em sao ủng hộ đập các biểu ngữ cộng sản tượng Hồ Chí Minh. Làm được vậy là dân sẽ ủng hộ cùng ra đập. Lúc này công an, bộ đội một số sẽ trốn, còn số nào cầm súng bắn dân thì ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhảy vào yểm trợ cho dân. 3 ngày thôi, cộng sản không trở tay được tất cả chúng ta, bịt mặt lại. Bộ phận truyền thông khi cướp được phải kêu gọi đồng bào đứng lên, tiếp tế đồ ăn, thức uống, kêu gọi các người bộ đội bỏ hàng ngũ, công an trốn đi, dùng loa đài, các thứ gì đó có thể kêu gọi quân dân tự vệ và bố mẹ họ kêu con cái về nhà. Phải cần đốt thật nhiều trụ sở của Cộng sản, diễn biến mạnh thì không quá 3 ngày. Nhiều người chức quyền sẽ trốn hết vì lý do ngân hàng đốt cháy hết tiền của từng lớp trung lưu và giàu có. Tiền mất là không còn gì để mất nữa, họ sẽ không đấu tranh giành quyền lợi được. Trái cây xăng thì không tiếp tế vật tư, các tổ chức cộng sản không có nhiên liệu triển khai. Treo cờ vàng khắp mọi nơi làm lạc lòng người dân, đốt trụ sở cảnh sát thì lực lượng nó bị mất lòng tin. Tán loạn không biết đâu mà lo, khi đó không mặc thường phục thì nó không biết ai là địch. Nó có mặc thường phục thì dân đập cho nó tiêu luôn. Kết quả trọng lú trốn nhau. Nhớ dành số anh em ném bom xăng vào nhà của các lãnh đạo, nhà nào cũng bị ném. Thì đó là những cái comment mà khi mà cái video clip ngày hôm qua mình kêu gọi làm một cuộc cách mạng lớn trong nước thì mới giữ lại nước Việt Nam, với lại không có bị tiêu diệt á. Thì có rất là nhiều comment đã gửi vô như vậy. Kêu là đừng đốt cây xăng hả? Cái cây xăng đó là cháy mạnh nhất đó. Nói tới tiền lại thì mình sẽ nhớ tới là mấy ngày trước mình có post lên trên cái Facebook của mình đó, có mấy cái video clip là những cái người mà đi xếp hàng mua cái tiền gì, tiền lưu niệm gì á, 65 năm tiền lưu niệm 100 đồng mà lấy 20 ngàn ra để mua một tờ giấy tiền vô giá trị giống như là có tờ giấy vậy thôi, mà bỏ 20 ngàn ra mua tờ giấy rồi rất là hí hưởng, là đứng xếp hàng dài như vậy để mua tờ giấy đó. Thì
Theo ý kiến của mình, khi mà mình post lên nó có rất là nhiều anh chị em vô comments luôn nói chuyện với nhau, thì mình nghĩ là người Việt mình nó dễ bị gạt tới mức độ hay sao? Cộng sản khi mà nó cái tin đổi tiền nó lan ra nó bị bể thì nó không có cướp được của người dân một một cách là lấy lý do là đổi tiền, thì nó in ra những cái tờ tiền giống như tiền tiền người ta gọi là tiền âm phủ đó, là không có xài được, thì là nó chỉ là tờ giấy thôi. Thì mọi người nói là tại sao mà người dân lại khờ tới mức độ là bỏ tiền thiệt của mình đi ra mua một cái tờ tiền giả, mà về mà tiền Việt Nam đâu có giá trị gì đâu mà tại sao phải mua làm lưu niệm. Mà thì có người lại nói là ô, những cái người mà đứng xếp hàng như vậy là để mị dân thôi, là nó kêu bọn dư luận viên rồi công an rồi này nọ đứng xếp hàng để cho người ta thấy là ô, cái tiền này có giá trị để làm kỷ niệm hay là lưu niệm gì đó, để dân nhào vô động mua thêm. Chính phủ Việt Nam cũng tính rất là cao ha, là một tờ tiền 100 đồng không xài được mà bán ra 20.000 đồng một tờ. Nếu mà bán ra được 50 triệu tờ là Cộng sản Việt Nam thâu được bao nhiêu vô tiền thiệt. Thì cái này đại khái là nhiều người nói là mị dân, hoặc là nó sẽ dụ dân quen với đồng tiền mới rồi sau đó quên cái vụ đổi tiền đi, là tại vì nó đã không có còn ngày chính xác nữa, nó sẽ người dân sẽ quên cái đồng tiền cái ngày đổi tiền đi, thì nó đánh một cái ập vô một cái là nó nói ok hôm nay là ngày đổi tiền, thì dân không có còn trở tay kịp. Thì trong đó có một cái comment rất là đặc biệt nữa, thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe về tại sao mà chính phủ Việt Nam in ra tờ tiền kỷ niệm 65 năm ha, mà cũng đúng tại sao nhiều cái kỷ niệm lắm, chẳng hạn như kỷ niệm 60 năm hay là kỷ niệm 70 năm hay là 80 năm hay là 100 năm, tại sao chọn 65 năm, bởi vì năm nay là cộng sản không còn đồng bạc nào hết, thành ra bắt buộc nó phải in ra để mà thâu cái tiền thiệt của người dân vô, để nó đưa cái tiền giấy ra tờ giả ra cho dân. Nhưng mà dân cũng có nhiều người, hôm nay hôm qua mình thấy trên Facebook đó, cũng có nhiều người đó, rất là vui mừng là post lên trên Facebook nói là ô, đã có được tờ tiền 65 năm kỷ niệm rồi, thì đã bị gạt như vậy mà còn rất là vui mừng nữa. Thì có một cái comment vô trong cái phần mà nói là tờ tiền 100 đồng giả kỷ niệm đó đó, thì là tờ tiền 100 đồng mà cộng sản nói là lưu niệm thì chỉ là cách che giấu thôi, có ai mua được tờ tiền này đâu, rồi lượng bán ra không bao nhiêu cả, đa số là tiền nằm trong tay cán bộ chứ không trong tay dân, vậy thì số lượng tiền loại mới trong dân không có bao nhiêu, họ cố ý tung ra bán là bán cho cán bộ để việc cộng sở hữu tiền mới trước, người dân khi đó thì đổi thiệt thì dân sẽ chết vì 99% người dân không có tờ tiền mới này, còn cán bộ đã có tiền này trước rồi, họ có mất tài sản gì đâu mà để bán tiền loại mới và ra lấy vàng lấy tiền ngoại tệ của dân, thì cộng sản nó càng giàu thêm. Thì đó là một cái comment ở trên Facebook mình cũng tìm được luôn. Lê Ngọc Long nói là nó chơi trò bịt mắt bắt dê. Thì bây giờ Cộng sản Việt Nam thì nó rất là ngoạn mục, nó đã nói rồi, cái bài viết mà ngày xưa mình đọc á, là mấy lúc trước mình đọc á, là cộng sản nó dùng cách nào để mà cai trị người dân ngày hôm nay á, thì cộng sản nó hiểu người dân rất là rõ, nó đã dùng những cái chiêu thức, những cái công thức mà nó đã trị người dân rất là lâu, thì nó đã thành công như vậy, thì cộng sản nó rất là hiểu rõ người dân muốn cái gì, sợ cái gì và lo cái gì, thành ra mà trong khi đó người dân của mình lại không có am hiểu nó, thành ra nó ra rất là nhiều cái chiêu ngoạn mục lắm để mà nó cướp tài sản của người dân, nhưng mà người dân vẫn hoàn toàn không có biết. Hello Maria Nguyễn. Thì đó là cái ý nghĩ của mình khi mà mình thấy là dân của mình rất là dễ bị lường gạt, là tại vì á, tin tưởng vào cái đảng này quá, tin tưởng hoàn toàn mà không có nghĩ ra được là tại sao mà nó làm ra như vậy, mà mình mua đem về mình bỏ tiền thiệt vô thì nó lấy tiền giả nó đưa cho mình, mà cái rất là đơn giản như vậy mà người dân vẫn không có nhận ra được. Thì mình trong cái đó mình lại nghĩ là nó lại in ra cái tiền mới, mà cái tờ tiền mới này nó lại rất là giống với cái tờ tiền mà đã in ra để mà chuẩn bị cho cái cuộc đổi tiền, nhưng mà khi mà cái tin tức đổi tiền lộ thì nó đã ém lại cái chuyện đó, nhưng mà hai cái tờ tiền nó rất là giống nhau, thì mình nghĩ là nó sẽ in ra như vậy để cho người dân quen với cái đồng tiền mới, rồi sau đó nó nói là đổi tiền thì người dân không có còn bỡ ngỡ nữa, giống như cái câu chuyện mà con ếch ngồi trong cái nồi nước sôi, mà lúc mà mình đun từ từ á, thì con ếch sẽ không cảm thấy nóng, mà khi mà mình đã nóng rồi á, thì mình đã là người đã bị chín rồi, thì chẳng hạn như vậy. Có một cái comment nói là Việt Cộng cực kỳ mưu mô, nhiều âm mưu thâm độc để đánh thẳng vào người dân, thì người dân của mình nó không có lúc nào cũng sống trong một cái xã hội mà nó
dối trá lừa lọc và mưu mô để mà nó coi dân mình là kẻ thù của nó. Nên nhớ là cái bài viết đó nó cũng nói là Việt Cộng coi dân là kẻ thù, thì người dân của mình nên lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, nhất là về tiền bạc, bởi vì chính phủ nó tìm đủ mọi cách, chẳng hạn như mọi năm vừa rồi mọi người cũng biết trong nước đó là Việt Cộng muốn gom 500 tấn vàng của dân trong dân, rồi tiền ngoại tệ nó muốn thâu vô hết, rồi nó chỉ đưa cho tiền tiền Việt Nam cho người dân mình xài thôi, thì nó sẽ gom những cái thứ mà có giá trị nhất để nó chuyển qua ngân hàng của nó, hoặc là nó đưa ra nước ngoài nó cất, còn người dân trong nước chỉ được quyền xài tiền Việt Nam thôi, thì rất là mưu mô. Thành ra mọi người á nên phải rất là cẩn thận, là tại vì tin đổi tiền là đã tung ra nhưng mà nó đã ém lại, nhưng mà cái nghị quyết là tổng thống thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký rồi thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể xảy ra. Thành ra mọi người phải nên cẩn thận cái này, đừng có mà dội mà đi bán vàng hay là bán ngoại tệ của mình ra, thì phải giữ những đồng tiền Việt Nam nào một cái số nào thôi để mình xài thôi, chứ đừng có để mà Việt Cộng nó gạt thêm một lần nữa, là tại vì có rất là nhiều lời khuyên mọi người là đừng có để bị gạt nữa, nhưng mà nếu mà mọi người cứ tiếp tục tin vô là để bị gạt thì mình không có còn gì để nói. Có nhiều bạn viết comments mà không có đầy đủ, với lại dấu thì đọc không có được nha. Lê Ngọc Long nói là ngày xưa dân ngu nó nịnh dân, bây giờ dân có kiến thức thì nó đàn áp, chúng nó rất xảo trá đó em. Thì cái chuyện này á, một khi mà em nói ra anh Lê Ngọc Long, khi mà em nói ra thì cũng rất bị chửi nhiều lắm, là nói là tại sao phải tuyên truyền để mà phá cái đảng nhà nước Việt Nam. Thì thật ra em đâu có phải là tuyên truyền gì đâu, lời nói thật thôi mà. Nhưng mà nhiều người lại cho là mình tuyên truyền rồi chửi, nhận cái chửi nhiều lắm. Nhưng mà người dân nạn nhân là chính là các bạn trong nước, không phải là những người ở nước ngoài. Thành ra những người ở hải ngoại chỉ lên tiếng ủng hộ tinh thần, với lại báo cho những cái tin mà mấy bạn trong nước không có những cái thông tin thật sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì là tụi này chỉ là cái nhiệm vụ của tụi này là báo tin cho người dân, đặng giảm những cái sự thiệt hại xuống thấp nhất cho người dân mà thôi, chứ là các bạn là những nạn nhân thật sự ở trong nước. Phong Aka nói là người dân Việt Nam sao không dùng đồng tiền ngoại tệ mua bán với nhau hả? Có những cái lúc mà trong cái bản nghị quyết đó đó, số 1 mà mình mới vừa nói ra, mình đã lên ý kiến á, là có nhiều phần lắm là nó không có muốn người dân xài đồng tiền ngoại tệ với lại vàng ở ngoài, mà chỉ muốn chính phủ giữ ở trong tay thôi. Thì nó có nhiều cái phần ghi trong đó như vậy. Nhưng mà cái nói thiệt nha, đọc những cái nghị quyết mà của Cộng sản Việt Nam viết á, mình sẽ ngu theo nó đó, là tại vì nó rất là dốt, một cái câu thôi nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà cái gì cũng kính trình thủ tướng rồi dâng lên thủ tướng, những cái câu đó nó nói hình như là trong 39 trang, nếu mà mình gộp lại những cái câu đó lại thì chắc được 3 trang đó, mà nó cứ lặp đi lặp lại, rồi thành ra mình nhìn thấy được nguyên cái bộ máy chính phủ Việt Nam là những cái kẻ ngu dốt hết. Thì mình nghĩ là nó ngu dốt như vậy á, mà nó trị dân được tới ngày hôm nay, thành ra những cái người dân đều nhát, đều sợ hết trơn, không có ai dám lên tiếng, không ai dám làm gì hết, chỉ tự nhiên nó toàn là ra lực rừng không, mà nó là những cái lực rừng như nó như vậy á, mà nó không có lo cái gì cho người dân hết, toàn là nó bảo vệ cái đảng nó không à, nguyên một cái sấp giấy như vậy mà nó toàn là nó bảo vệ cái đảng, bảo vệ cái ngân hàng, bảo vệ cái túi tiền của nó thôi. Ngoài ra mình chưa có thấy được là phải chống tham nhũng, mà tham nhũng là nguyên cái băng đảng của nó cướp của người dân, mà nó không có ra một cái tiếng nào để mà nó chống cái tham nhũng, hoặc là cái lũ lụt vừa rồi chết bao nhiêu người, rồi nguyên một cái vùng miền Trung đó nó bị ảnh hưởng như thế nào, hoặc là làm cách nào để đẩy cái nhà máy Formosa ra này nọ, không có một cái từ nào trong đó nó nói như vậy hết. Thành ra người dân đã bị nó u mê, nó lường gạt rất là lâu, thành ra không có nhận thức được điều đó, bởi vì có nhiều người lên tiếng thì nói là phản động, rồi nào là bị chửi tùm lum hết. Có người nói là tiếc cho bầy cừu nhân dân Việt Nam phải bị lũ cáo già của Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị. Thì người dân mình cũng thật sự là
cái kiến thức rất là còn rất là thấp. Bởi vì là tại vì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã kiến thức nó đã thấp rồi thì nó bắt buộc người dân phải thấp hơn nó là để nó mới cai trị được, là tại vì nó không có muốn người dân giỏi hơn nó, giàu hơn nó và thông minh hơn nó thì nó đâu có cai trị được đâu, bắt buộc nó phải ép người dân của mình. Người Việt mình rất là giỏi, ở nước ngoài người đa số người Việt mấy anh chị em ở nước ngoài rất rất là giỏi, và những mình đã nói chuyện nhiều với các bạn trong nước nữa, các bạn trong nước cũng rất là giỏi nữa, nhưng mà không có dám bộc lộ cái giỏi của mình, không có dám đưa ra cái hay của mình, là tại vì nếu mà mình bộc lộ hay là mình đưa ra cái hay của mình thì sẽ bị đàn ép liền, sẽ bị bắt bớ hay là bị làm cái gì đó, để tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó không có muốn ai, không muốn bất cứ người dân nào mà giỏi hơn nó hay là thông minh hơn nó hay là giàu hơn nó nữa. À, nhà cầm quyền toàn loại vô dụng hả? Thì cái đó là ai cũng biết rồi, nhưng mà đâu có ai dám lên tiếng để mà chống đối đâu. Mình sẽ dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở đây. Xin chào các anh chị, và hẹn gặp lại một dịp khác nha. Bye bye.